Rồi, xin chào các anh các chị nha. Hôm nay em quay là sale luôn con bếp Zinai này. Model của nó là KRT600 nha. Hoạt động hoàn hảo hết nha. Con này khá là mới nha. Em báo giá luôn 1.700.000 nha. Cho khách nào cọc tiền đầu tiên nha. Không cần chuyển khoản hết đâu, chỉ cần cọc cho em 200 em gửi ship COD à. Đó. Con này là đời 2 tháng 2 năm 2016 nha. Model của nó là KRT600 nha, Zinai nha. Khi mua bếp thì được tặng một đôi pin mới tinh nha. Đây, khi mua bếp thì được tặng một đôi pin mới tinh như này đây. Ở chỗ này thì nó có một cái vết xước, một vết chảy này. À quên, lửa rất xanh nhá. Nói nhầm, đây rồi. Đó. Lửa tất cả đều xanh nhá. Em quay buổi tối nó hơi tối đấy. Đó. Rồi em sẽ lấy máy qua quay gần lại. Đây là nửa rất xanh nhỉ. Đã xử lý nửa và tất cả các thứ rồi, hoạt động hoàn hảo à. Đó, nửa ở trên này. Nếu khi nào nướng nhá, khi nào nướng thì quên là cho ít nước vào khay này. À, cho ít nước vào khay nướng nha. À, cái vỉ nướng này nó hơi dỉ nha. À, cái vỉ nướng này hơi dỉ à. Nó hơi hoen nha. Em sell 1.700.000 nha. Đó, nửa rất xanh đẹp nha. Đó. Khi nào nó nóng quá mà chưa có xoong nồi ấy thì là nó sẽ tự dù lửa xuống nha. Nó sẽ tự dù lửa xuống. Đó, cái này không có chỉnh à. Nhưng bây giờ chỉnh thì nó không có tác dụng nha. Một tí nữa nó lại lên à. Đó, nó lại lên. Nói chung là bếp Nhật thì nó đầy đủ những cái chức năng đấy rồi. Chức năng cảm biến tắt ga, gió thổi tắt ga thì nó tự ngắt sau 10 giây. Đó, bếp này nó lại dù xuống rồi đấy. Đó, mua thì mình sell cái này là 1.700.000 cho ai cọc tiền đầu tiên nhá, 9 giờ ngày mai nhá. Cọc tiền trước, cọc trước cho em 200 rồi em gửi COD toàn quốc nha. Đây này,
bếp của em dọn này này. Đó. Sáng đẹp chưa? Dọn ra sạch sẽ này. Con này hơi hoen gì này. Bỏ hết ra để dọn này. Đó. Bỏ hết ra để dọn này. Có con thì nó hoen gì do nó bị coi như là mưa nó vào á. Dầu mỡ rồi mưa này. Đây này. Đây những hàng này em dọn rồi nhá. Những cái hàng này em bán là nguyên ngày mai thôi nhá. Nguyên ngày mai là nút xoáy là 1,9 triệu này. Còn nút nhấn là 2 triệu này. Đó. Các anh chị cứ chọn cái nào từ trên xuống dưới thì nó ở bên nào các anh chị cứ đánh dấu vào giúp em. Rồi cứ cọc tiền thì em gửi hàng nha. Cọc 200 nha. Cái hàng nặng này cọc 200 nha. Đây là hàng em đóng gói ở dưới, nó đóng gói như này này. Đó. Đấy. Của em còn rất nhiều em chưa dọn kịp nha. Dây điện này. Dây điện như này này. 70.000 một ổ à. Dây này chắc dài tầm 3-4 mét á. Cái này 50.000 à. Cắm không sợ mua veo nhá. Dòng dây điện Nhật này cắm được chân dẹt. Em sẽ tìm kiếm những cái phích cắm như này này. Để phục vụ các bác á. Các anh chị nhá. Phục vụ các anh chị để nối vào dây điện. Thì những cái chân dẹt này á, cắm vào thì nó chắc chắn nó không bị mô ve này. Đấy. Đây còn rất nhiều nha. Có một cái ổ này dài dữ vậy. Chắc là 6-7 mét á. Trong này có cả dây cắm, đây là cái dây rắc của cái loa vi tính này. Zin này, Nhật zin này, 100% luôn nhá. Em nói là em bán hàng Nhật là bán hàng Nhật nhá. Chứ không có quên là cứ mua cái đồ linh tinh vào cứ nói là hàng Nhật, không phải đâu. Trong này nó sót vào đây này. Các anh chị cứ coi như là xem mà thấy coi như là có nhu cầu của cái rắc gì ấy. Thì ví dụ cái rắc này em bán là 20k nhá, 20.000 á. Cộng tiền ship vào thì mua thêm mấy thứ nữa thì em sẽ thì nó mới rẻ được. Mua một cái thì cộng thêm tiền ship nó cũng đắt à. Đó, chân này rắc này rắc loa đài á. Đó, rắc loa đài nha. Cả cái gì đây không biết luôn. Cái này nó dùng cho máy vi tính này. Có cả chống nhiễu à. Hai đầu chống nhiễu luôn này. Đây. Dây này quá đẹp luôn này. 20 luôn này. Đó. 20 luôn này. Đó. Sắc ấy 20 luôn này. Đấy. Ai có loa đài Nhật ấy mua lấy cái về phòng trừ. Đây có cả cái gì đây. Cái này không biết là gì luôn. Chả biết sống hay chết luôn. Wow. Dây này không biết là cái dây gì. Dây chùm gì mà gớm này. Không biết luôn. Chẳng biết là cái dây gì luôn. Đây, rắc đầu nối này. Cái này không biết là cắm nồi cơm điện hay cắm gì mà nó ba chân này. Đấy, đầu ra ba chân. Đầu ra ba chân này 30 nhá. Hai chân như này thì 20 này. Đó. Các anh em mà mua những cái dây này ngoài quán ngoài tiệm thì nó cũng phải 50 à. Như ở đây em bán với là giá hợp lý. À, 20.
ba chân mà dây to to thì 30 nhá. Này, dây trắng này cũng hai chân này. Trước khi bán em sẽ thử cho khách là còn sống nha. À, biết cái dây gì luôn. Đây ba chân này 30 à. Đây, quá đẹp luôn này, chưa nâu chùi gì mà còn đẹp này đấy. Toàn dây Nhật hết nhá. Anh em cứ yên tâm là báo dây Nhật là dây Nhật, không có ấy đâu. À nó cũng có cả sản xuất Made in China nhưng nó về Nhật nhá, về nội địa Nhật nhá. Các anh chị đừng có nói là bảo là hàng Nhật này Made in China. Đúng là có Made in China nhưng mà nó là xuất về Nhật về Nhật dùng nha. Đây là những cái dây của Nhật dùng và thải đi để cho họ dùng những cái dây hiện đại hơn, mới hơn nha. Đây có cả Made in China, Taiwan, Thái Lan rồi là Korea nha, nhưng mà nó là đều là hàng xuất Nhật nha. Đặt công ty ở Trung Quốc này, Thái Lan này, Malaysia này, rồi là Đài Loan này, rồi là Hàn Quốc nữa này. Đấy. Nhưng hàng nó xuất về Nhật sử dụng nha. Đó, của em còn dây này rất nhiều nha, dây đẹp lắm này. Đó. Những cái dây này 120 một ổ nha. Những cái dây có công tắc này 120 một đấy nha. Có cả dây dài thì dây nào dài thì 150 nha. Em bán nó kể nó bù thêm vào những cái hàng xấu kìa. Hàng đẹp này có cái 120, có cái 150, có cái 100 nha. Đấy các anh chị nào cứ kết bạn Zalo thì em gửi mẫu cho ok thì em gửi hàng nha. Chọn số tiền sau này em gửi ảnh cho. Có nhu cầu về mấy công tắc hay như nào thì nhắn tin cho em. Thì em sẽ gửi ảnh cho ok. Ok. Tức là gửi ảnh mẫu ấy. Ok. Được thì em sẽ gửi hàng. Đó. Đây trong này của em còn rất nhiều. Toàn dây đẹp hết ấy. Như dây này thì 120 này. Đấy. Dây to 15A này. Đó, dây rất đẹp nha. Còn máy móc thì đây còn rất nhiều nhưng mà chưa ấy này. Chưa dọn kịp này. Nhiều hàng quá mà chưa dọn kịp này. Các anh chị nào mà có nhu cầu bếp ga, dây điện này. Mua xỉ cũng được à. Mua xỉ về bán cửa hàng cũng được này. Em bán coi là nhiều việc quá không làm hết được. Loa còn loa đài thì em bán coi là sale luôn nhá. Sale bớt luôn 200 một bộ nhá. Bộ 800 còn 600 này. Bộ 1,2 triệu còn 900 này. Đấy nhá. Nồi cơm thì hết rồi. Rồi cơm mấy cái thì trên nó nổi không bán được. Cái hàng nổi không bán này. Em về hàng nổi nhiều lắm. Lỗi này em không bán nữa. Đây này hàng nổi này. Hàng này nó dỉ ngoèn này em không có bán này. Đây hàng này đẹp này. Hàng này đẹp từ trong ra ngoài luôn này. Đó. Còn hàng này thì nó hơi hơi hoen này. Đó. Hàng của em nó thực tế lắm, nó không có như là con che mắt gì cả, nó hơi hoen này. Còn hàng đây thì cá sấu lên bờ thì vứt đi này, đó, bỏ này, con này không bán người ta về, người ta giả lại rồi lại chết tiền ship này, không được này, đó, bán cái hàng này thì không nên bán, triệu cũng không bán nhé, 500 không bán. 500 không dám bán. Hàng này mới là về dùng được một thời gian rồi vứt đi. Đó. Của em đây. Ở dưới rất đẹp nhưng mà bị hỏng. Hỏng gần hết. 4 con hỏng rồi. Nhiều lắm. Giờ ra được 40 con rồi thì 4 con hỏng. Mất 10%. Đó. Đây những con này dọn ok rồi. Chạy hoàn hảo rồi.
test tiếc sạch cẩn thận hết rồi, anh em về chỉ việc dùng thôi. Rồi xin chào các anh chị nha. Rồi xin chào quý khách nha.